Người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố San Francisco cho hay chiếc xe lao thẳng vào phòng hồ sơ cấp thị thực của lãnh sự quán và đe dọa nghiêm trọng đến an toàn tính mạng phá hoại cơ sở vật chất và tài sản của lãnh sự quán. Người phát ngôn này cũng cho biết Trung Quốc đã gửi công hàm tới phía Mỹ, đề nghị Washington nhanh chóng xác định sự thật và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Trong cuộc họp báo hôm 9 tháng 10, cảnh sát thành phố San Francisco cho hay nghi phạm đã bị một cảnh sát bắn hạ nhân viên cảnh sát bắn nghi phạm sau khi các sĩ quan bước vào tòa nhà và tìm cách liên lạc với nghi phạm đang ở bên trong chiếc ô tô danh tính của nghi phạm vẫn chưa được công bố vụ việc xảy ra trong bối cảnh trung quốc và mỹ đang lên kế hoạch có thể tổ chức cuộc họp thượng đỉnh của lãnh đạo hai nước tại san francisco